luôn vậy đó hả? Em đi xa anh quá xíu nữa rồi rồi. Đi ngoài lôi tức chị. Xin miền quê em xin mến chào các cô chú anh chị nha. Chào cả nhà. Hôm nay thì em với anh Hùng tiếp tục một buổi đi đẩy côn. Cái này là mình chơi thật thử anh cả nhà. Cái đoạn video trước của trước là chỉ là diễn thôi. Trải nghiệm thử test cái vàng đẩy côn mới làm. Chưa thành công. Anh em làm cả buổi mới xong được một bên này cả nhà. Mới xong đựng bên nè. Giờ còn bên này. Cục này có gần cả chục ký à. Nặng quá. Nói không mà nó chì chài không mình hết 5 ký rồi đó. Rồi mà cái này cái kia luôn là cũng dài gần trên 20 ký á. Vậy đó hả? Dữ hả? Cũng như nó cái chìm mình luôn. Đè lúng đặt luôn. Này mình cuốn lại giống như mình cuốn lưới vậy ha. Cuốn lưới nó gọn. Nó gọn hơn. Dễ nữa sau này mình dễ mở mình dễ thả ra. Nó quỳ gối. Anh cột trong này trước hay là cột ra cột kia trước? Ngoài kia đi. Sống bánh nhẹp ập vừa vỏ. Xuống lúng. Lúng đi không muốn nổi. Nặng á. Ủa đằng này mà lại tới đó hả anh? Quýnh lên cục thỉnh. Hy vọng cả nhà ơi, lên rồi đó. Bắt đầu lên hai anh em chạy. Mới giờ chạy trong bờ ra. Cái gì vậy? Cái gù phi. Có hàng. Mới hai anh em mới vừa đi ra từ trong đó vừa bắt lên rồi chạy ra tới đây à. Bự nhỏ anh. Có là được rồi. Đầu tiên mới về ra khỏi kinh chút. Heo hàng không? Đang cái thùng đây. Cho vô miếng nước dằn thùng rồi đó nha, chừng 40 mét. 40 mét có con đầu tiên gì hay vậy, đi tìm nó ghê không, chó ghê tìm không, đi chạy ghê không.
đó. Đất cứng nữa, đất cay nữa. Đất cay nữa hả? Đất cay hả? Nơm luôn à. Kỳ vậy. Đất không bằng à, thấy hơi thua thua nó. Đất cay hụt phi ở kia. Rồi anh đặc công mình lên con nữa rồi cả nhà ơi, ăn hồi hộp. Mới giờ khai trương làm con gục phi bự chẳng. Hay lặng hay lâu chúng ta. Có không anh? Khui coi. Có gì đâu khui. Trời ơi. Chơi tôi chạy. Kêu khui anh nha, có đầu khui. Hay quá. Đó. Được không, được không, được không, cũng mỏi. Chưa thấy cá lóc nào đây. Nó đập mấy tay. Cá lóc chắc mấy cái anh mà đẩy bữa trước làm hết rồi quá. Đấy, người ta đẩy hay, ngày ta đẩy bán, ta ăn cá lóc. Mình đẩy bán, ăn cá lóc không mà. Mình ăn gô phi không mà tại. Quá, quá trời cái bẩn này. Đó, còn cái tiệm đó. Chắc gô phi nữa. Còn lên tiệm ống ống ống. Hy vọng lên coi cá lóc coi. Lên cá lóc coi. Anh Hùng Ca. Hùng Ca, Hùng Ca lên cá lóc coi. Con này thấy chắc lội rồi đó. Ngay một cục nước luôn mà. Cha nắng nè. Bứt cục nước bằng cái thao lặn nó bắn tim kìa. Sao cá lóc cái cục phi, cái cục phi rồi phi nữa rồi. Cái cục phi gỗ kìa, cái tim ăn nó bự quá, cá lóc cái tim ăn nhỏ chứ à. Ừ. Cái này bắt chẳng tấn cục phi luôn quá hả. Ôi giời ơi. Nó giọt ra tới đây luôn hay gì nè. Em không biết luôn. Thấy toàn tim quá tim. Chắc cái gì. Quất cục nước quá ớ nái. Không có thức chưa được ngon. Dục luôn hả? Có cá rồi chụp rồi nè. Lặn nữa. Lâu quá. Thấy chứ con cá nằm ở trong cái nồm khó bắt lắm. Sao ơi? Cái gì ho luôn vậy? Phi nữa hả vậy bà? Bà ơi ơi. Uống nước luôn hả? Giờ chơi cái gì cái nghề nào cũng uống nước hết trơn vậy? Đặc công săn cò cũng uống nước, bây giờ tới săn cá cũng uống nước nữa. Đây rồi đó cả nhà. Đây thùng rồi, đây thùng ơi. Được đâu mới chạy có chút xíu à. 4-5 con. Được 4-5 con rồi. Ô cứ thước, cứ mới về rồi, cá lực nghe một à. Dục luôn. Dục luôn, có cá dục liền. Cá dục luôn. Tiếp tục. Xiết xiết lại nha. Cái này chắc
bắt sáng cạp thấy lên nó chạy vô hay gì. Nó cạn quá ha. Cạn nó cứng nhắc. Ừ. Có không? Có hàng, có hàng. Cá lóc hả? Cá lóc cái gì? Trái tim cổ càng tim em kìa. Mà đất nó ấy à. Nghe anh nói thấy bị hoang quá mà ai ngờ cuối cùng lên hàng là ok. Đó, con đầu tiên của cá lóc đó nha. Cá lóc là cỡ 150 gram. Bự hơn cá lóc bữa hôm trước. Có là được rồi. Lát thế nào cũng đầy thùng là đừng lo, để tới chiều còn lâu. Hút cái túi cây rồi có cá hút không được nữa. Chơi cái nghề nào cũng là treo còn cái mắt cái mu ghi vậy. Không, cái nghề này lạnh hơn cái nghề kia. Bốn người cũng cái vỏ. Cho qua cho. Gió rồi, cái này bê ngang. Cái này chắc có gô quá, tôi bẩn thôi. Rồi, dưới lần vỏ luôn rồi. Sao rồi? Ho luôn rồi, uống nước nữa rồi. Thấy không? Ui ui, anh Hùng ở hay, cả nhà ơi. Ủng hộ anh Hùng like cả nhà ơi. Đây em bắt vô trời. Uống nước hoài vậy trời. Trời. Nãy giờ như mình nhảy lên nhảy xuống sẵn không con hay con giờ. Rồi. Có chị thôi chứ hồi xa thế giờ. Đúng rồi, vậy là hay lắm rồi đó. Bắt vậy là hay lắm rồi. Nhảy xuống lụm con là ok. Chị thôi chứ thôi làm sao đó. Ừ. Giỡn lợn này dính mà trúng nó luôn hả? Còn tim. Anh thấy tim ăn lên anh đắp lại nè. Ừ. Nãy là mình thấy đằng này mà. Anh đón có cái tim nó chạy đằng này. Mà chết quớt anh đi lợn này. Vậy là con cá này tới số. Thế còn tim ăn á, mấy anh chở nào bên lên thôi. Quay trở lại để xuống hả? Cá này đúng tới số. Ấp ấp hộp rồi mà còn quay trở lại còn ấp được nó. Gặp tim ăn bữa anh không để ý đó anh dặm đây nè tim đây nè hỏi chắc đầy thùng cà phê quá có lẽ là có chồng ở cả giá có chồng ở cả giá rồi. Tiếp tục em nhìn không thấy luôn á anh nhìn cũng không thấy luôn vậy lại tìm nhỏ xíu vậy. Cái tên là cái tên cá rô phi. Có con gì cũng được. Có rồi được rồi, hốt lên được rồi. Ờ, rô phi chắc cả 10.000 ký hả? Có rô phi mần khô. Gì lẹ vậy hả? Đưa xuống lấy lên lẹ dữ tao ông thầy. Dân phiên đâu? Trời ơi, như phiên hành động vậy. Chơi giống chiều video trước kìa đó, không chút rồi, giải lên rồi. Công nhận của trước cái ông anh đó, ông cầm cái nào ông nhảy giống như mà tặc găng á. Chơi ông nhảy xuống cái đụng, con gái bắt đầu cắm đầu xuống. Dạ. Là ông lấy lên nè. Dạ, chơi chưa luôn luôn á. Đúng lẹ, đúng lẹ. Cái nhà lạnh không cái nhà? Mình lạnh. Cái ngày này đúng lạnh luôn. Thấy cái tim em thấy cái tim cố gắng đấy không lấy tim sau cùng phải không
tim sau cụng nó quan trọng. Tim sau cụng. Tại nó chạy á. Ừ. Cá bủi gì đó, họ cái tim sau cụng cũng đẩy lên hai tim nhỏ đó. Ừ. Bị gần cái bên em nhìn mới thấy. Ở xa cũng không thấy luôn. Xa cũng không thấy luôn, bị tim nhỏ xíu. Trời ơi, con cá nó bự kìa. Nó luôn á. Nó chuối một vùng nước, cá mới nở ngày hôm qua. Cái con ô là mình mằng khô. Mằng khô. Cho khô mình ăn mình đi ruộng. Rồi thấy chứ khô bán tiền không anh. Đó vậy đó. Tới Tết không có khô ăn. Nó rẻ rẻ chứ mình nhà mình mằng khô nữa, tới Tết bán tiền không á. Cái tiền mất cái này. Cái tiền cá quan trọng đó. Ừ. Trời ơi, nó sao mà tùm lum hết trơn vậy anh? Em thấy tùm lum hết trơn. Lẳng mẳng. Con này biết dính rồi. Vô nơm phải không? Cái đó khoảng cái gục phi. Ngay vào ganh luôn. Trời ơi, trời nữa. Hy vọng lên cái... vỏ nó bê nữa rồi. Cái lóc cộng nha. Cái gì? Cá lóc. Cá lóc hả? Ủa. Lấy hình nào, lấy hình nào. Đó. Cây gần vô, cây gần vô. Ừ. Cái cục bự rồi. Cái bên luôn mà. Bà ganh nè. Anh đứng bà ganh nè. Ừ. Nó cặp bà ganh. Ôi trời ơi, cực. Đó. Vậy mới được chứ, ăn cá lóc ấy, ăn goofy hoài sao chịu nổi. Không chờ nổi luôn, cá kho. Ủa, em thấy rồi đó. Có cái tim rồi. Trước mặt anh, rồi 1 mét đó. 5 tắc, gọi ốp ngay xuống. Còn tim cuối cùng không? Còn cái tim cuối cùng mới lên đây. Ừ. Rồi hy vọng lên ngồi cái lóc bự nữa coi. Tim này thấy nhỏ. Lâu con này chắc khó bắt. Con gì? Không có. Cây gì? Chạy. Trời ơi, đằng kia cũng có một anh làm cái nghề mưu sinh như kiểu giống như mình nha cả nhà. Mà anh chạy. Chạy anh chạy lẹ dữ rồi biết. Rồi tập trời bây giờ trôi. Trôi chưa? Trôi tim. Ở bên kia anh chạy kìa, coi anh chạy kìa anh Hùng. Mình đó, mình chạy kìa, anh cái này chạy gấp 10 lần của mình á. Dữ gì không biết. Tốc độ luôn. Hết sức chạy rồi. Mình chạy gần nhất thì nhất nè. Hết sức cái vùng nước này nè. Nó thấy rồi đó. Đúng là trời thời ha. Chờ cái tim nó chứ các em nha. Nó cần nhanh lắm. Chậm chậm chuyện nào mà nó hực lên cái đó là mình úp xuống à. Nó còn chậm đó. Con này có lý á, con này thấy tim sao bự á. Giấy lên còn cá lóc. Lên cá lóc bự. Cá lóc mới có giá trị. Cá lóc mới có tiền, cá lóc mới có tiền nha. Cá lóc bự hơn nãy nè. Bự hơn nữa hả? Trời ơi, chuẩn bị để em chuẩn bị anh ơi. 2, 3. Khui. Cá lóc. Làm bồn trời. Làm bồn vậy. Lấy hình nền, lên nền. Trời ơi, cá khổng lồ. Cá khổng lồ, cá khổng lồ. Cái nền. Cá lóc nào. Cá lóc cối. Ủa, lát nướng nó luôn.
Lão lão dần 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 chỗ này mới bắt cá lóc bự nãy đây mới bắt con giờ. Có cả nhà cho ốc nước nữa cả nhà. Thì cái chỗ này là dám chừng bày cá lóc nó đây đó anh. Nãy mình dính con mình đó đó, mình nãy dính con mình đó đó. Giờ nằm con ngay đây. Đó, em thấy cái tim nó đó. Úp ngày táo. Ôi, ngay bà ganh luôn. Bà ganh nữa hả? Ngay dùng mương luôn. À, con. Chặn hai đầu. Chặn cái này. Cá nó thường thường ở bà mương bà ganh á. Ừ, nó dựa không à. Dân kỳ dân tình kỳ ta đặt công mà giá trời dính. Rau cùi riêng nôm luôn rồi à, phi tan phi chứng cớ kệ có rồi đó không nhảy xuống nhảy lên lạnh con nó hết lạnh. Ngày nữa gõ gàng trong đó đi ra mà nghe bà ganh rồi ở cặp bờ không kỳ gì cá dựa theo bờ không à. Ra vòng vòng chặn hả nó chặn đầu khóa đuôi nữa có hang không vô lên thọt tay tới không làm vậy mò vòng vòng ngoài hả trời ơi ấp cái nôm xuống gà vòng vòng nó không có lỗ rồi mình lặn đi ông ơi. Anh Hùng câu giờ cả nhà ơi, anh Hùng câu giờ. Mà canh nghe nghe nè, nè thấy không? Càng yêu gì? Càng yêu luôn chỗ này, càng yêu nằm trên bờ mẫu gõ gàng. Khui. Bà ganh sao ơi? Đây. Ê, đó. Trời ảnh mà làm màu với mình nữa ta. Có bà ganh thật nè, gần đây đó không? Thấy rồi. Nứt cái bờ ra luôn rồi, ánh sáng như là nứt cái bờ ra rồi. Kiểu này bị nói nữa rồi. Khui, con cá lóc. Con cá lóc. Nãy giờ được mấy con, thứ ba đúng không? Rồi, tôi bắt ra. Nó bằng gánh mà. Ở vô hang. Ngoài vô hang thật á. Chạy kia. Sao rồi, anh chữ không? Đốt lò sửa ấm gì không? Chút nữa đi. Để bắt cá lóc thì chạy nãy. Coi nữa, đó có đói bụng gì ăn cơm nha. Mép bên trái chỗ cái lá cây đó anh. Mấy bên trái chỗ lá cây á, đó lá cây đó đó ngang qua, ngang bên trái á. Nó khôn quá nên trà tàn cái đường mương không ta. Ngay đường mương nữa hả? Ừ. Xa đầu cặn ngoài. Ở đây giữa đồng có một cái này là cái chùm ngập nước hết trơn này. Gió này gió bắc. Gió bắc cái này dịu hơn cái lúc nãy nhiều. Hy vọng là anh Hùng sẽ lên con. Có hả? Chắc cái đi quá. Đụng nào? Đụng mà. Cái lỗ rừng chẳng giò không kẹp không hết nữa rồi. Dạ nó mất tiêu hả? Rồi. Cái lóc nhỏ. Gió như này nổi gió
mưu sinh khi mà nước giật xuống mùa là bắt đầu là có gió bắc à. Mà gió bắc thì cũng ngay cái đợt mùa đáy côn. Cái khuy quá. Hay hay đó, ngày thứ ba rồi, thế là chín rồi. Rồi đụng nó chưa? Đụng rồi. Đụng mà bắt không được hả, nó chạy không hả? Ừ. Anh này làm mất thời gian nghe ta. Cái anh goofy này thiệt tình nha. Nãy giờ hoài rồi đó. Lặn lâu, khá là lâu. Nó quyết bắt được nó rồi. Không lấy tem luôn rồi. Mất tem rồi. Sao rồi? Bắt mày luôn. Lát đem lên nướng luôn. Ba cũng hơi quá, bắt lực mất cái lớn rồi. Có bà lớn nào, ba cũng hơi đó. Chán thiệt chứ. Dám làm anh Hùng tao mệt hả mày? Mệt gì? Tương nó cứ lạnh nè. Lặn ba cũng hơi. Ơi lạnh ba, lặn ba cũng hơi sức mồ hôi luôn ta. Trời ơi, giờ mà cậu cho gì ăn nấy. Cho cá ăn cá. Có tôm ăn tôm. Trời, có tôm tôm nữa hả? Tôm cái là chảy nhóc. Dấu lớn không anh? Dấu cá lóc mà sẽ chạy nữa. Chỗ này cạn vậy? Hả? Chỗ này cạn hả? Ừ. Chỗ này cái gò hả ta? Cái gò. Cá lóc chạy nơm à? Đụng hả? Ừ, đụng chạy nơm, chưa lặn nó ra là nó chạy nơm biết á. Ủa, có lý rồi, có lý rồi, có lý rồi. Cái này nhỏ cơ nè. Cái nhỏ lớn vậy có được rồi, cá lóc là có tiền à. Cả nhà ơi, cả nhà, hồi hộp bắt cá lóc. Cái nãy giờ của Phi là nhiều. Lên này kìa, nó vậy là được rồi, nhỏ vậy ta. Ê, có cái lúc nó chạy trên nó chạy ấp vô nè, mà nó chạy biết lắm. Cá giờ gì là được rồi. Nó nằm chỗ. Ừ. Con lạnh. Con lạnh cành đào. Nó lạnh cành đào, vướng trong con cá lóc rồi đó. Tiền rồi đó. Ký nó cỡ cả trăm ngàn ký à. Cá lóc hồi mình trăm ngàn, trăm mấy, trăm ngàn. Trên trăm, trên trăm ngàn không? Ừ. Trăm hai. Đó, ăn cơm được rồi đó. Ăn cơm được không? Cái này tim nhỏ quá anh ơi. Chắc phi, phi. Thấy tim nhỏ là nghi nghi phi phi. Nghi nghi anh phi. Ừ. Không thấy nó chạy. Không thấy nó chạy là gọi luôn đó. Ừ, ta biết rồi đó. Hiểu rồi, mắc luôn rồi đó. Giờ tới trưa rồi cả nhà ơi, thì hai anh em chuẩn bị hồi lên cơm luôn. Bắt tính lại mình vừa dựa vô trong này nè. Phi vậy? Tôi biết cứ mà không thấy cái chạy trong ngôm, biết cứ... Cá lóc rồi, khi mình ấp nó rồi là quảng hồn chạy nằm vô nôm kịch kịch phải không? Nôm kịch 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 như ngôm à. Ừ. Có phải chờ ấp là nó nằm im à. Ừ. Nửa thùng cá luôn. Phi, phi hết, phi hết nửa thùng rồi. Bây giờ đậu dựa vô cặp mé này. Chứ trên này là cỏ, cái ghế gò nhưng mà không ngập nước à. Cỏ không à, không có vô đó được. Giờ hai anh em giữa láng. Cái này làm cái lò, hôm nay anh Hùng ảnh chỗ tài mà anh làm một cái lò độc lạ. Chứ ở trên này chỗ lò ra mình nướng. Đem cái thao, hai cái thao theo nướng. Ở dưới sông. Binh binh chơi dùng nước. Được không ha. Không có đem đồ nhúm lửa theo nè, củi thì đem mà không đem đồ nhúm lửa. Mới ghê. Này chuyện lạ có thật nha. Nó cháy đó, hồi là nó cháy đó anh, cháy được. Đúng rồi. Lần đầu tiên anh Hùng anh cho chúng ta xem một cái lò kỹ thuật mới. Kỹ thuật siêu mới. Cái này là gọi là bền bồng không biết giạt gì đâu. Ghê chưa, cô thơ ghê chưa? Vuốt mà làm thơ nè. Đúng rồi.
tôi dốt chữ thôi, tôi phải dốt tiếng nói mình đâu. Cái này là để dành như mình ở ngoài láng luôn anh. Ngoài láng là mình để cái lò này xuống, mình cột ở ngoài đại giới mình. Là vậy nè, nói chỗ nào gần chỗ nấy chứ biết nó đi đâu giờ. Đi đâu xa. Cái lốc mình không có mặn nha. Mình đập đầu một con cá lóc thôi, với mình đập mấy con cá rô phi đi. Con cá lóc là kìa. Làm mới rồi, cá rô phi nhiều nhiều quá, cá rô phi mình làm. Với mình để chờ mình kiếm tiền chi phí mình đổ xăng chứ mình đập cá lóc hết chi phí đâu mình đổ xăng. Đâu rồi coi thử coi. Đây, cả nhà ơi, đây tình quả của mình, 5 con cá lóc, một lóng cá rô phi luôn. Lóng rô phi luôn. Thấy ghê chưa? Cái lò ba đạo của anh Hùng. Nè, có thể đồ điện thoại luôn á, cái móc điện thoại, trúng điện thoại, cái này bồng cũng bền rồi, nó bồng bền, một hồi sẽ trôi về đâu. Trôi về đâu, cãi nó đi. Nó trôi đâu cũng được chứ, mình có ăn là được không? À. Ở trong nước thì là có chỗ nào có nướng cá được không? Cứ chỉ em anh đây, rồi không có cái lò điện thoại này làm sao mà nướng cá. Hai anh em mình nay là 1, 2, 3, 4. Bốn con này đó. Bốn con. Mồi. Bốn con no mồi, một lát không ăn chắc không ăn cơm luôn quá. Không à, anh phải ăn. Đây anh phóng tới bốn người thôi. Anh phải dằn bụng mới được. Nồi ăn mấy cá này là thấy no rồi đó. Cá nhiều quá nè. Cá nhiều anh cũng không ăn mấy ăn. Ở đây cũng có đọt rau muống nè. Này phải mà mình có cái thời gian mình hái rau muống mình nấu cái nồi canh ngon nữa hả ta? Thời gian mình không có cái này. Không có thời gian. Với gió cả này gió quá gió. Nếu nướng gì còn gì nếu bất gì. Làm gì nhanh chóng được mình ăn mà còn không muốn kịp. Cái này là gió bắc hai anh em núp ở trong cái cục cỏ nè. Nó bớt gió chứ mà ra ngoài khỏi cái này là cái gió dữ lắm. Vì thấy gì mà cũng còn lăng tăng. Là một hồi là ụp xuống nước luôn không anh? Cái ụp xuống nước luôn là hình xui. Xèo xèo á, lắc qua lắc lại xèo xèo. Giống như chiên vậy, nghe xèo xèo như chiên vậy. Ngon không? Đúng này đúng cái lò lạ. Cái này đúng lò lạ. Lò lạ trên đời này có mày chỉ mà có thật chứ. Cái gì cũng vậy ha. Lát coi chừng trôi theo là mình lên mà lội theo mình kiếm mà mệt lắm à. Đúng rồi, dĩnh dĩnh đấy, chừng vô bão rồi, lát bão tới rồi trôi đi mất tiêu luôn á. Là hồi ra là ăn cơm với muối á, ăn cơm với muối thần thánh. Rồi, xèo xèo á. Rồi, hãy sửa để ta ăn lại chứ. Sửa, sửa khang. Xèo xèo. Ăn cơm anh Hùng ơi. Dạ. Cơm. Có chừng lạnh. Ôi. Quá. Giấc này giữa trưa 12 giờ trưa mà người ta ca hát. Ôi giời, cái chén muối luôn luôn nào cũng là vậy. Cái này chắc cũng đâu rớt cả 15 trái ớt rồi đó. Đó thường lại. Hai bát cơm. Rồi ăn cơm. Rồi ăn cơm đi. Ủa, chạy đi. Cái gì vậy? Thôi rồi. Bá đạo cái này. Em đi xa anh quá. Em đi xa anh quá, chút xíu nữa rồi. Đi ngồi lên tới chị. Ủa, tao tới tốt tốt này, mày cho tao tới nói dữ à. Gió bác nó thổi đó anh. Ăn cơm, chứ là ăn gì? Chút xíu nữa là ăn với là muốn cục rồi, muốn ớt rồi. Con kỹ hai em dọn chén. Lò hả? Lò dọn chén. Lò dọn chén nó trôi. Đưa mau thế. Em đi đâu đây? Rồi, đi. Cái gì đó à. Cái miệng ăn còn không cho ăn nữa sao? Đó là có cái mầm luôn nha. Mầm ngon đó. Quá ngon. Nó giòn không anh? Hay là nó mềm? Chắc nó mềm quá. Mềm để giòn luôn. Nóng quá nóng rồi, cẩn thận nha. Thấy không? Thấy nóng chưa? Vũ tay ha. Ôi giời, rồi, gớt cái đầu rồi. Cá lóc có chín chưa anh?
Cái này chắc bộ cũng chín luôn rồi đó nha. Cái này là mình chỉ sợ là nó bị nín cái cổ cúc thôi à. Hai bên. Đặc sản nữa rồi. Lại là đặc sản nữa rồi. Chanh này nước dữ lắm nè. Chanh này nước nhiều. Chanh này chanh không hột không? Có hột ít. Ít hột. Chưa là chanh ít hột không? Thôi được có một hộp không à. Thơm ghê anh. Chanh này thơm hết chứ thơm à. Cá là chanh nhiều nào tốt nấy nè. Đúng rồi. Nó chua là ngon. Nướng là chấm là nó chua chua ngon lắm. Hết biết nước. Nước nhiều thiệt ha. Ớt nó đỏ hết trơn rồi thôi. Đi với anh Hùng thời gian nữa chắc em ăn ớt ký quá. Cá lóc nướng. Ngày thứ hai được ăn cá lóc nướng. Rành ráng luôn. Ăn cá lóc lớn luôn á, cá lóc bự. Mình có đem đũa không Sơn? Có rồi, có. Quên. Có mình dẹp cá chứ cưng. Đây. Đôi đũa thằng Thánh. À, mỗi người một đôi. Về tay mình cái gì cũng là thằng Thánh chứ. Cái giữa đồng nè. Cái chỗ ở ngồi ăn này cũng thần Thánh đó nè. Nè cái tao thằng Thánh nó còn lên có ủng ủng kìa. Thào đó lát coi chừng ăn xong rồi nó trôi mất nữa mà không đi kiếm nữa nè. Gió như này hạch tạch 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 rồi đó. Đói bụng dữ lắm rồi, mình cũng biết cả nhà đói bụng dữ lắm rồi, mời cả nhà anh ơi. Wow, ngon. Chấm đắp lên anh. Đấy ớt đắp lên. Mời cả nhà ăn cá rô phi nướng với mình nha. Ăn cùng cơm. Cả nhà không biết cả nhà có ăn ớt cay mình không, mình cũng không dám mời nhiều nữa, mời ấp gấp ít. Mời cả nhà ăn cơm. Ngon lành, ăn trà nắng luôn, sống đổi cái nón lên đi anh. Rất là cơm nóng. Cho nó ấy, nãy giờ mình bị lạnh nhiều hả? Lạnh nhiều. À, đúng rồi. Mỏi. Mà anh ngồi cái lóc của chú bà canh hay ha. Chú ủng ủng bà canh. Cá lóc này nãy nó chú bà canh nè. Chú bà canh mà. Nhà anh đến giờ anh chặn lại kẹp không kẹp nè xong mấy còn ở trong hàng anh nó chạy chân. Ừ. Bữa nay coi bộ nghe ngon hơn cái bữa trước mình đi test thử á. Cái đó vụ thử rồi là mình cái dàn con mình còn yếu. Dàn con mà mình làm thừa anh ơi. À. Bữa nay mình làm vậy lại chừng cỡ tắt máy hai tắt cho nó ăn cộng bởi vì dàn con mình còn yếu bây giờ ha, giờ mệt luôn thấy không? Đưa ra chạy nghe ọt ọt chút xíu là lụm con chút xíu lụm con ha. Đúng rồi. Nhanh mà cũng rồi. Có xảy cũng năm sáu lần vậy. Xảy đâu mấy có mấy cái à, bốn năm cái vậy à. Tính ra là anh cũng hay đó, nhảy xuống là nhà lâu lên là con, nhảy xuống lâu lên con đó. Sẽ có mấy cái đâu? 4-5 cái rồi. Ừ. Mà giờ sống quá sống á. Ừ. Với gió này nó trồi tìm với cái vỏ mình nó tấp lại cái tìm cái đặng cái trúng cái đầu, cái bụm cái đầu cái buông cá. Cái bắt này là khó mà mình bắt được con cá lắm mà mình bắt như vậy là đã thành công rồi đó. Sống lần tăng là cá thì mà nó chuối á là tiệp nó đùa đi chỗ khác à. Cách gần thước mấy à, mày coi tim nó không à. Ừ. Ngon. Cơm không Sơn? Rồi để em ăn miếng rồi. Chứ mà không biết tôi gà sao. Ở trong đây có cái gì không? Chín hết rồi anh, chín hết trơn rồi nè. Mềm mộp. Cái lúc làm mà, cái lúc lòng mà mình không bao giờ móc ruột cả nhà. Nướng gì nướng mới thơm. Để em đắp miếng lên nè. Ngon quá. Em xin mời các cô chú anh chị dùng miếng cá ớt với em nha. À, ai ăn ớt được ăn. Rồi, mời. Ngon không, ngon không? Có nước chưa? Bà cháy bù che. Vô mới cơm. Ngon. Trời này cảm cảm lạnh mà vui nha. Còn có miếng cá vì đây là nước chuối. Tìm là tìm đấy, đi ra tìm cá lóc mình ủng ủng. Hai anh em mình đi cái nửa buổi này mới ăn cơm đúng không ngon ha, đói bụng ngon ha. Đói bụng cơm ngon. Làm đói bụng cơm ngon.
nằm ở gần cái bài cỏ. Bài cỏ này kêu. Để em làm cái đầu của cô Phi ra. Cô Phi này móc mang ra hết rồi nè. Còn bộ thịt bài thể chân có cái lóc rồi mình không có làm thôi. Cá lóc mà nói mà gương mặn luôn máu bụng là không à, chứ khoát hay không mà không được. Cá lóc nướng đàn nướng vậy đó mới ngon. Máu bụng cái chuyện mình nấu cái chua, thả kho, chiên. Còn nướng, gặt đi là không gặp móc được. Cái vậy ta chiên xù cũng đâu có mất không. Cái vậy luôn, đập đầu cái cách cày, cách đuôi, cách này rồi. Truyền thống hồi xưa là nướng gom anh nhớ không? Nướng này nướng chui. Nướng chui á. Tôi để vậy là ghim lên nướng à. Cái này mình nướng than. Cá nuôi á thì mình còn máu bụng với cái ông mới không cần máu bụng. Đúng rồi. Có lòng là cá ngon. Cá thiên nhiên trời cho. Hái vài cọng không muốn hay không? Chấm ớt rồi. Chắc mình lẹ bê tô sao lên mình hái cũng muốn bắp cỏ giữa cũng ăn luôn. Với cả này mình không có gì đừng đem theo á. Nó hơi khó khăn mình. Bắp cỏ nặng chanh vô. Bắp dập dập nặng chanh vô ha. Ngon. Giờ miếng cơm. Dính cục cho má ta đã ta nhà vô ngon. Ngon. Bữa hả mà anh đi trên á, mình đào gắn ếch ở trên á, mình ăn ếch ăn chuột, bây giờ tới xuống sông mình ăn cá, xuống sông ăn cá ăn giết ngán luôn á. cái trong cái vùng quê của mình là chiên là có ăn, mấy người là biến để mua, còn mình không có là biến được, mình là cài thanh gai đã gì à, bự chả dữ lắm, bự chả gì còn không muốn có ăn, có ăn không có dư, nhà cửa người ta cho không, thấy mình đâu mà ăn á, cắt nhà không được. Cái mấy tử dập đó thấy vậy người ta bàn tính nhau này lo mà nó ăn dữ dằn lắm mà nó không có ăn chơi. Cho cái nhà đi nếu mà không có cắt được cái nhà cho nó đi. Tại nó lo mà nó ăn mà tại nó không có dư. Cái giờ tôi có phải cắt được cho cái nhà được 4 mấy triệu. Nhà anh cắt bao lâu? Cũng 3 mấy 4 năm rồi, nó cũng dột ra ngoài. Nói chung cái đồ cho. Người ta đâu cho đồ tốt cho mình đâu. Còn cũng còn nhiều người khổ hơn mình nữa là sao? Cũng chia ra. Vừa mua tiết tên vừa mình chia ra để đó mà tên nó 20 triệu, mua cái loại tên 10 triệu thôi, còn 10 triệu đó mình mua được cái tên khác cho người khác nữa rồi. Vậy cũng được chứ mình không có dành thì mình đầu tốt. Nói chung ra ai cũng khổ, mình nói mình cảnh mình khổ về chứ mình thua người ta nhiều lắm, người ta còn khổ hơn mình, người ta còn khổ hơn nữa. Quên miếng cà phê. Mình khổ quá mình còn mặn được. Cái người ta khác là khổ nhưng mà không được. Đây là không có chuyện gì để người ta mặn hết. Còn mình chung bụi, chung bụng mẹ, chung gia là biết. Đã biết nhấp nhèm, chập chững. Ông cha mình nói cũng giỏi lắm nghe cả nhà. Đủ nghệ dân. Rồi mình học từ ông cha mình học ra. Hồi đó cha mình đi dân câu hết chưa? Là anh cả 90 tuổi là anh rồi cho cha anh nè. Mùa gió Bắc này nè. Sớm vậy? Này biết gì không? Đi theo mình học, mình ham nghề á. Học. Cái đầu tuổi đang ở nhà mà ăn ngủ. Còn anh đi học á. Đi học lớp 1 á. Người ta mướn bằng cỏ, anh nhảy vô bằng cỏ. Bỏ học. Về cha mẹ quýnh dữ vàng quýnh luôn. Rồi anh cũng bỏ học. Hôm nay mình nghèo, mình cho măng đi. Kiếm tiền. Cái học không có tiền. Nghĩ là dốt luôn. Hồi xưa nghĩ gì mà hơi sai chút. Bây giờ khổ dữ lắm nha Sơn ơi. Bữa cháo, bữa gạo rồi ăn mua hay ăn độn cơm thêm ăn không à. Đâu có gạo ăn đâu. Khổ dữ lắm.
Bây giờ ăn cơm anh em biết là hộp cơm lượng rớt anh lụm ra trời chưa cơm không có cơm ăn. Giờ anh sợ cái vụ đói với mình chị em mặn dữ lắm anh, mà mặn có gạo trong gia đình ăn không có tiền cũng được, có gạo ăn được à. Có muối là muối, mắm mắm, rau rau tắm cũng ngon, còn có gạo ăn ngon bụng. Nhân này trên đồng này giờ chỉ còn có hai anh em mình. Tại đây không có là gì hết à. Còn hai anh em mình dàn đầu vẫn còn nguyên, ăn gọi đi nữa mà. Chút nữa mình tính sao nó. Ngon quá ngon này. Ngọt ha. Ừ. Có dịp nào cả nhà về quê với mình, về quê mình đi. Mình làm đồ nướng mình để cả nhà ăn. Rất là ngon luôn, thú vị vùng quê. Nói chung ra vùng quê của mình là không có biết gì ngoài ra là chiên nướng kho nấu canh nữa chứ. Chiên nướng kho nấu canh đâu, đặc sản của miền Tây luôn. Chiên đi là chút quá ăn. Mà đặc sản của miền Tây của mình á, phải là vùng quê của mình là cá nướng. Cá nướng là đúng đặc sản của miền Tây luôn. Chịch là cá nướng là ngon dữ dằn lắm, ngon lắm. Món này nhậu rồi hết nói à, do để mớ rau sống leo à. Có ngủ sẵn là ha. Anh thấy người ta nhậu á không? Nhà mà về quýnh vợ quýnh con á, chứ không mạnh cũng không được á. Mình tới về anh không có tập. Không tập luôn không? Không tập không muốn luôn. Nè cái ruột nè. Cái này ruột đi, anh đâu ra. Mày. Cá đồng ăn được không? Cái đất ngồi thua. Cá nồi làm xuất phát không ăn? Vậy cái ốc nữa cho ăn quá chắc với cá bà cái này cái kia á. Thức ăn. Ừ. Ăn thức ăn uống thuốc, gà em tạc thuốc á. Còn cái đầu mình gặt ghi là nó gì thiên nhiên nó lớn lên, mạnh khỏe lớn lên trong rồi. Ngoài rộng luôn, nó tự lớn. Nó ngon. Cái đầu có dính quá chắc cái thuốc mang rồi. Vậy sao cái lùi nó rẻ mà cái lớp lọc nó mắc, cái nhỏ mà mắc hơn cái nuôi cá bự. Gấp đôi luôn, hơn gấp đôi. Ừ, cá trọng nó táp à. Nhìn nó đi. Ở trong cỏ mà làm được nó vậy. Con ngon mày ra ngoài này nè. Dính con. Mời mày ra ngoài này đi, thấy sống chứ tao. Mày chút xíu nó rớt rồi. Nghỉ ăn. Chút xíu mày nghỉ ăn rồi. Làm được hơn nửa ô rồi. Mời cả nhà nghe, mình ăn miếng nào mình kết thúc video cả nhà, mình đi đẩy nữa. Mùa sinh miền quê của em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì hẹn toàn thể cả nhà xem cái video tiếp theo về cái cuộc mưu sinh của anh em mình. Chào cả nhà. Lên trên sông nước.